Quân sự thế giới hôm nay ngày 6 tháng 9 năm 2023 có những nội dung sau. Xe tăng Challenger 2 vừa ra trận ở Ukraine đã bị bắn hạ. Nga liên tiếp vô hiệu hóa UAV xâm phạm không phận. Pháp có kế hoạch rút quân khỏi Niger. Giờ Sun đưa tin, trên chiến trường Zaporozhi ở khu vực miền nam Ukraine, lực lượng Nga đã tiêu diệt xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nặng Challenger 2, vốn được coi là hàng quốc bảo của Anh viện trợ cho Ukraine như vậy, quân đội Nga đã trở thành lực lượng nước ngoài đầu tiên trên thế giới tiêu diệt xe tăng Challenger 2 của Anh. Hiện tại chưa rõ binh sĩ Nga đã dùng vũ khí nào để phá hủy chiếc Challenger 2 nói trên. Việc phá hủy chiếc xe tăng này bởi đối phương trước đây chưa từng được báo cáo. Sputnik News dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 5 tháng 9 cho biết, một máy bay không người lái UAV đã bị bắn hạ trên bán đảo Crimea khi Ukraine dự định thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Nguồn tin không cung cấp thêm thông tin về chủng loại cũng như hướng xuất phát của UAV này. Động thái diễn ra sau khi tát đưa tin, nhà chức trách Nga tuyên bố cùng ngày bắn rơi ít nhất 3 UAV khác tấn công vùng Kaluga ở quận Incha, thuộc vùng thủ đô Moscow. Không có báo cáo về thương vong, nhưng một ngôi nhà đã bị hư hại vì mảnh vỡ máy bay ở quận Incha. Tuy nhiên, việc các UAV nhằm vào thủ đô của Nga đã ảnh hưởng đến hoạt động của ba sân bay tại đây, khiến 50 chuyến bay bị hoãn và 6 chuyến khác bị hủy. <laughs> Lee ngày 5 tháng 9 cho hay, Pháp đã bắt đầu các cuộc đàm phán với một số quan chức quân đội Niger về kế hoạch rút quân khỏi quốc gia châu Phi này sau vụ đảo chính tại đây hồi tháng 7. Tờ báo dẫn một số nguồn thạo tin giấu tên cho biết, cuộc đàm phán diễn ra với sự tham dự của các quan chức quân sự mà Pháp hợp tác lâu dài, chứ không phải lực lượng tham gia đảo chính. Ở thời điểm hiện tại, một số binh sĩ Pháp rút về và thời gian triển khai kế hoạch rút quân vẫn chưa được xác định. Sau cuộc đảo chính ở Niger, Pháp tuyên bố sẽ chấm dứt hợp tác quân sự và cắt mọi khoản hỗ trợ phát triển cho đất nước này. Tuy nhiên, Pháp bác bỏ lời kêu gọi của lực lượng quân đội tham gia đảo chính về việc rút 1.500 binh sĩ Pháp hiện đang đồn trú tại đây. Hiện Bộ Quốc phòng Pháp chưa có phản ứng trước thông tin trên.